đầu buổi sáng cả nhà mình mới đi học về đó cả nhà, thì lúc nãy đi vô trong chợ tính đi mua sữa về cho mấy đứa nhỏ nó uống á, với lại mua một ít rau củ á, thì có một cái cô kia cổ ngồi phía ngoài cổ kiểu cổ xin tiền á, mà bên Thụy Điển bây giờ là người ta hầu như là không còn ai dùng cái tiền mặt nữa hết trơn á, cho nên lúc mà cho đó thì mình nói là mình không có tiền mặt. Mình nói là thôi để mình đi vô trong chợ đi mua đồ ăn cho cô đi. Chứ bây giờ là nếu cho tiền á, thì em Thư rất là không có thích cho tiền. Chỉ thích giống như là mua đồ ăn hay cái gì đem tặng cho cô. Mà cái cô đó là người đạo Hồi, cho nên giờ cô không biết mua gì chứ. Người đạo Hồi thì người ta không có ăn thịt heo á, cả nhà cũng không ăn. Có nhiều người cũng không ăn thịt bò luôn nữa. Đây, mình mua ra cái ổ bánh mì này cho cổ đi, để cổ ăn sáng đi, với mấy đứa con ăn đi. Mua cái này là xích liễn, là thịt gà, chắc thịt gà là dễ ăn nhất. Còn cái khuyên ca này là mua cho anh mít ảnh ăn, với lại mua cái gói thịt gà này nè, với lại cái con nuôi á cả nhà, nuôi cho cổ ăn đi, với lại mua thêm cái bông cải đó. Cái này là nhiêu đây là chắc ăn cũng đủ được 2 ngày 3 ngày gì đó. Còn thịt gà thì ai biết ăn được nhiêu. Cái ổ bánh mì này chắc ăn cũng được cả tuần lễ nè. Eva, đưa hết tới Eva. Dạ. Cô này ngồi đây xin nè, cô có 4 đứa con ở cả nhà, thì cô đang thiếu đồ á, cho nên cho cô đồ. What is wrong with you? Bulgarian. Okay. Thì lên nhà hồi thì bốc hả? Thank you so much, it's so much good. Nhiều lên nhà bu đưa hả? Yo, em trô lên tăng đi mình bọn. Mà nhiều lên nhà? Trô, trí ố. Nè, em trô ạ? Rồi mua thật em trô. Nhiều bro, tầm bro, sớm chả? Em chứ mưu trô sớm. Nhưng mà ngài bón hồi được rồi. Nhưng mà Phi đã bón, ok. Hồi đình mán hả? Em đình mán, em trô bro. Okay. So you have a store that you have to flee? What's the good? Oh, man. Look at him. Oh. What's your come here? Về tới nhà anh Mít, anh cũng đi làm về luôn rồi. Cả nhà mình ơi, anh đứng anh nấu đồ ăn. Mít giỏi quá Mít. Mít nấu món gì vậy? Bà lo gà đô phương cô mết. Fisk. Fisk. Cá. Rồi bro. Anh Mít giờ anh biết nói tiếng Việt nhiều lắm rồi đó ông bà cô chú anh chị ơi. Cá. Stick. Stick fish. Cá chiên. Cá. Chiên. Chiên. Mẹ. Chiên. Mẹ. Chiên. 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 Cá chiên. Hạnh nấu cá chiên với lại ăn với lại khoai tây á cả nhà mình. Đây là cái cá tuyết đó, ảnh tẩm vô một chút xíu bột nè, rồi chiên lên như vậy nè. Người Thụy Điển thì thường hay ăn vậy đó, đơn giản thôi à. Lúc nãy đi chợ về đó cả nhà, thì mình có quay cái cô mà ngồi phía trước cái chợ đó, cổ xin tiền á, thì cái cô đó là mình biết cổ rất là lâu rồi. Từ cái lúc mà mình mới về gặp anh Mít á, xong mới vừa quen anh Mít là dọn đi xuống cái tỉnh nhỏ là mình đã thấy cô ngồi đó rồi. Thì sau này á, mình đi chợ, trong cái chợ đó mình có cái thói quen là đi vô mua đồ xong ra mình có tiền lẻ là mình hay ra mình cho cô đó tiền lẻ vậy đó. Cổ quen rồi, nhưng mà hôm nay thì cổ kêu là không mua đồ ăn cho cổ đi, cho nên mình mua đồ ăn cho cổ. Nhưng mà có một cái điều mình thắc mắc là khi mà mình nói chuyện với cổ á, thì cổ nói là cổ có 4 đứa con, cổ cho coi hình 4 đứa con của cổ, là cổ có 3 đứa con gái, 1 đứa con trai. Rồi bảo là không có đủ ăn, rồi chồng đi làm cũng không có đủ này kia, cho nên ngồi ở đó xin tiền. Nhưng mà cô đó là đến từ nước Bulgaria. Thì nhưng mà ở Thụy Điển cái bên này nè cả nhà, nếu như mà mình không có vay đẹp Pepparut à, cái này là cái củ gọi cái gì, củ mù tạt mài ra. Ở bên Thụy Điển cái bên này á, là không có ai giàu, nhưng mà cũng không có ai thắc xuống mít kìa. Nè anh Mít đã làm sẵn đồ ăn rồi nè. Cảm ơn anh yêu. Không ai giàu, nhưng mà cũng nhà nước cũng không có để cho tới nỗi mà mình quá nghèo đến như vậy. Thì mình cũng không có hiểu lý do tại sao cổ ngồi đó, cổ xin tiền. Nếu như mình không đủ tiền thì mình có thể mình lên mình gặp social để mình xin tiền á.
mà mình hỏi là cô có giấy tờ ở lại hay không rồi này kia, cô nói là cô không có giấy tờ ở lại cho nên cô đi xin. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà ở đây đã 7-8 năm trời mà không có giấy tờ ở lại thì cũng có một cái gì đó nó lạ lạ. Rồi 7-8 năm trời cái đó là do mình thấy cổ 7-8 năm thôi, nhưng mà cái lúc mà mình hỏi cổ đó, mình nói chuyện với cổ thì cổ nói là cổ mới ở có 1 năm thôi cả nhà mình. Thì mình cảm thấy như là cô đó không có thật thà, cổ có một cái gì đó cổ giấu giếm á. Nhưng mà thôi kệ đi, không sao, cổ cái đó cái chuyện của cổ mình không có biết đến. Chỉ có là biết là ok thì hôm nay là cũng chia sẻ được một chút xíu một chút ít cho cổ, mặc dù là mình không có giàu có gì hết trơn á. Về nãy hả anh mới nói sao em đi chợ mà đi lâu vậy, nói là tại vì em lên ngồi em nhiều chuyện em tám. anh nói đồ ăn sao anh đợi nãy giờ mà mới thấy gì đi về tới nhà. Xong rồi nè cả nhà, mời cả nhà ăn cá, ăn vậy có mập không ta? Ba anh nói là sao mình ăn cái gì cũng bỏ cái tương ớt vô hết trơn vậy, bỏ tương ớt vô nó làm phá đi cái mùi vị đặc trưng của người ta. Ở Việt Nam mình á, kiểu như ăn cá đi là mình phải bỏ nhiều gia vị để cho nó không có bị tanh mùi cá, nhưng mà người Thụy Điển á thì kiểu nấu cái thịt nấu cái gì á phải bỏ càng ít gia vị càng tốt để có kiểu như là ăn được, cảm nhận được cái vị ngọt, cái vị thơm, cái vị tự nhiên của thịt cá. Cho nên mỗi nước nó có một cái nền ẩm thực khác nhau. Cá chiên ăn với khoai tây, còn cái này là cái mứt, nó kêu là mứt liếng nhỏn berry. Người Thụy Điển ăn ngộ không cả nhà mình, ăn cá mà ăn với mứt, ăn thịt cũng ăn với mứt liếng nhỏn nữa. Còn cái này là nó kêu là pepper root. Giống như cái củ mù tạt vậy đó cả nhà, ăn nó cay cay, cái mùi của mù tạt á cay nồng lên tới trên lỗ mũi luôn á. Trời tuyết cái đường nguy hiểm quá trời luôn, cho nên kẹt xe dã man luôn á cả nhà mình ơi. Bình thường là ở chỗ này nó đâu có mà kẹt xe dữ gì vậy đâu. Hôm nay đã là tháng 4 rồi đó cả nhà mình, cái tuần đầu tiên, cái tuần thứ hai của tháng 4 rồi đó mà ta nói còn tuyết như thế này nè, tuyết quá trời tuyết luôn. Anh mất hôm bữa đó là anh đi về với ông bà nội là anh đã thay cái bánh xe mùa hè rồi đó cả nhà. Tại vì á hả, 15 tới tháng 4 ở bên Thụy Điển là bắt buộc phải thay lại cái bánh xe mùa hè. Nhưng mà hôm nay tuyết quá trời tuyết luôn cả nhà, thấy không, đang tuyết đang rơi mù mịt luôn. Thì tai nạn rất là nhiều luôn ở ngoài đường luôn, nãy chạy về nhà mà rung hết luôn người luôn á cả nhà mình. Ngày hôm nay thời tiết xấu á cả nhà mình, cho nên nó hả chỗ nào cũng kẹt xe hết. Lúc nãy tính chở mấy đứa nhỏ đi ra ngoài tiệm McDonald's cho tụi nhỏ ăn á, tại vì hứa với lại Julia với lại Sophia từ bữa tới giờ rồi, bữa giờ ở nhà ăn cơm nhà không à, cho nên nó hả chở đi ra đó mà ta nói á hả nó đông quá trời đông luôn cả nhà mình, kẹt xe quá trời kẹt xe luôn. Cho nên hả thôi bây giờ mình quyết định là mình đi vô trong chợ mua. Thì nãy giờ là mua được cái bịch gà này nè, rồi cái khoai tây này là cái món yêu thích của Sophia với lại Julia đó. Cái này nó cái dạng này nó rất là giòn ngon lắm cả nhà. Rồi còn cánh gà thì mình sẽ tự chiên ở nhà luôn. Cái cánh gà đó sau khi mà mình đã rửa sạch rồi mình chặt nhỏ rồi nè cả nhà, thì mình cho khoảng cái muỗng cà phê á, hơn nữa muỗng cà phê muối, một chút xíu bột nêm hoặc là bột ngọt tùy theo nhà mình ăn ha, một tí tiêu nè cho nó thơm, khoảng một muỗng cà phê bột tỏi, muỗng đầy cà phê bột tỏi nha cả nhà, hơi bị quá rồi. Cái này là bột ớt chuông xua. Trộn đều cái cánh gà lên, mình ướp khoảng 15-20 phút. Cái cánh gà sau khi nãy giờ mình ướp khoảng được 20-30 phút rồi thì ở đây mình cho cái bột năng á cả nhà mình, cho khoảng 60g bột năng vô. Sau đó thì mình trộn lên rồi mình đem đi chiên. Ướp xong cái gà đó thì cái khoai tây chiên thì nó cũng vừa chín luôn rồi nè cả nhà mình. Cái khoai tây này nó giòn dữ lắm luôn. Mình vớt nó ra ngoài rồi sau đó mình cho gà vô trong đây mình chiên. Thịt gà chiên xong rồi nè cả nhà mình ơi, rất là giòn luôn. Thì bây giờ sẵn cái chảo nó vẫn còn nóng á thì mình cho cái này là phô mai mozzarella.
Julia bữa giờ xem trên TV á, trong Julia thèm cái món này cho nên mua đem về chiên cho mấy bạn nhỏ ăn luôn. Thơm quá mẹ ơi, con muốn ăn. Thơm quá hả, con muốn ăn hả? Mẹ tính chiên thêm một mẻ nữa nhưng mà hay là để ngày mai mình chiên? Ngày mai nhiêu đó ăn đủ rồi ha. Con đợi chút xíu đi, chút xíu ra bàn ngồi ăn đàng hoàng, con đừng có bốc ăn vụng như vậy là không có dễ thương. Chút xíu nữa ăn con. Sắp xong rồi, mẹ chiên cái này xong cái nữa là xong rồi mình ăn luôn. Cái cục này nó bị xì ra rồi. Xong rồi, Julia Sophia đi xuống dọn bàn đi rồi ăn cơm nè con. Rồi mời ông bà cô chú anh chị. Hôm nay là mấy bạn nhỏ là mấy cái món yêu thích luôn á. Sophia con đưa cái cho em. Cho ăn cơm, nấu cơm bình thường cho ăn á thì ta nói hả mệt lắm. Ăn hả lâu nè. Còn làm mấy cái món giống vậy á là ta nói là ăn thấy thương luôn á, ăn giống như là bỏ đói bữa giờ vậy đó. Alice nó có cái tật đó mà cô chú anh chị, mỗi lần trước khi ăn là phải uống trước ly sữa vậy đó. Con uống vậy rồi con no rồi sao con ăn cơm? Ngon không? Ngon. Ngon quá. Ngon lắm. Hôm qua mắc cười lắm ông bà cô chú anh chị ơi. Cậu ba hỏi á, nói sao hả mấy con vịt con ở bên nước ngoài mà sao nói chuyện không có bị đớt, ít có đớt quá vậy, mà sao mấy bạn mà kiểu như ở bên Mỹ á sao nói chuyện bị đớt nhiều. Cũng không biết trả lời sao nữa cả nhà mình ơi. Chắc là do tiếng Anh, kiểu nói tiếng Anh rồi thì nói tiếng Việt sẽ bị đớ đớ, còn nói tiếng Thụy Điển với tiếng Việt thì chắc không có bị đớ nhiều. Tại vì bạn bè mình cũng có rất là nhiều người ở bên Thụy Điển ở bên đây nè. Xong người ta sanh con, đẻ con ra, con người ta cũng nói rất là rành rọt tiếng Thụy Điển, tiếng Việt Nam luôn á, chứ không có bị lớ lớ đớ đớ đâu. Mấy bạn nhỏ là không có giỏi rồi đó, không có nói được nhiều tiếng Việt Nam. Trời ơi nó giòn, ông bà cô chú anh chị có nghe cái tiếng giòn không? Cái gà có giòn không? Cái gà có crispy không? Con ăn đi, con ăn đi. Cái gà đó cả nhà mình chiên theo cái cách như vậy nè, thì cái vỏ ở ngoài nó giòn nhưng mà cái thịt ở bên trong nó không có bị khô, nó vẫn còn rất là kiểu nó mềm, nó thơm lắm. Cứ ăn hết rồi còn cục xương không mà cô chú ăn. Ăn rồi cô chú ăn. Sophia, Julia có muốn đi về Việt Nam chơi không? Dạ. Dạ, có nhớ Việt Nam không? Dạ, nhớ. Con nhớ cầu. Con nhớ ca ba phú, con nhớ bà ngoài, con nhớ cháu. Vậy á hả? Dạ. Ồ, Julia nhớ ai? Cháu ca ba phú, bà ngoại. Rồi mấy chị ở dưới quê á, mấy chị tên là gì? Chị Su Su, chị Su Na. Chị Su Su, chị Su Na. Chị Su ngoài. Alice muốn gặp bà ngoại hả? Uống sữa. Uống sữa nữa. Mai ngon quá. Cái phô mai này ngon hơn cái phô mai đợt trước mua đúng không? Cái đợt trước mua cái cục tròn tròn á. Dạ. Cục tròn tròn không có ngon bằng cái này ha. Alice khoái ăn thịt gà, khoái ăn cái cánh gà thôi. Con nói là em muốn ăn thử. Alice nói em muốn ăn thử. Đó, thử được rồi đó, bắt đầu lấy cái
ketchup. Alice không có thích ăn cái sốt cà chua giống như chị ba đâu. Chị ba là khoái ăn sốt cà chua với lại ăn nước tương. Dạ. Ăn nước mắm đi. Việt Nam là phải ăn nước mắm. Khoan quay phim. Con như ăn bằng trưa làm. Vậy á hả? Bữa giờ mẹ mệt quá, mẹ bận quá, mẹ không có quay phim được. Cái á hả? Không có quay chị hai, chị ba với em Alice. Tụi con nhớ ông bà cô chú lắm luôn á hả? Dạ. Ông bà cô chú có nhớ tụi con không? Dưa leo ngon lắm. Cái này là dưa leo ngâm chua ngọt á ông bà cô chú anh chị ơi. Cái hũ dưa leo như vậy nè. Mấy đứa nhỏ nó ăn dữ lắm. Cái dưa leo này á hả? Rất là giòn. Ăn mới khui ra mà ăn hết một hũ rồi. Alice ăn xong té xỉu luôn rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Tao nói no quá rồi té xỉu luôn rồi cơ kìa. Ôi. Mấy bạn nhỏ nó hưởng thụ ra nè. Xử hết nguyên một cái mâm đó luôn rồi. Có no chưa? Hay muốn ăn nữa không? À, mẹ không ăn là mẹ giảm cân. Con ăn thêm nữa không? Mẹ chiên thêm nữa nha. Hay là con no rồi? Con no rồi hả? Ôi, con kẹp cổ em Julia. Ok con. Ủa rồi cái dĩa cái đồ làm sao? Ăn xong rồi đi vậy đó hả? Cảm ơn mẹ ngon lắm. Ok. Không no rồi, còn gì nữa đâu mà coi ăn nữa, không no. Không no thì mẹ chiên thêm nữa cho ăn, ok? Không. No dữ lắm luôn rồi, ba chị em xử hết nguyên cái đó luôn. Còn Lít ơi, Lít té ngã luôn rồi hả Lít? Och ta med det till rekordskolan. Då skulle han kunna få några pluspoäng mamma. Hos rektorn. Något som kanske mamma. Skulle öka hans chanser att få fler stjärnor. Så, nu läser jag inte mer idag. Kapitel 3 eller har du läst halva? Jag har läst kapitel 3, så nu är det 4. Tối bữa nào cũng vậy hết trơn, cả nhà mình leo lên trên giường, nó ăn xuống miệng hai đồ ngủ xong rồi là lên trên giường ngồi đọc truyện. Mỗi một ngày như vậy là sẽ đọc một chương truyện. Bữa giờ là mấy bạn nhỏ nó đi theo cái cuốn truyện này, hôm nay được cái cuốn này là cuốn thứ 3 rồi đó cả nhà. Con đi ngủ, chú ba bà cô chú ngủ ngon. Julia sao con mắt con nó đỏ quét vậy? Rồi, chết rồi, bị đau mắt hay gì nữa rồi. Làm sao vậy, con nói cho ông bà cô chú nghe coi cái vụ gì. Tại sao con mắt con bị đỏ? Hôm nay đi học, hôm nay trời gió thổi quá rồi, cát nó thổi vô mắt cho nên bây giờ bị con mắt bị như vậy rồi ấy hả? Đi vô đây để mama lấy cái thuốc nhỏ mắt mama nhỏ vô cho con, rửa sạch con mắt cho con. Ok. Ok, bye bye ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại gia đình mình vào clip sau. Bye bye.